Các bạn đang nghe tiếng gáy đa đa của thao chim cú gáy. Và đây là con đa đa rất là thuần, đang chờ mái để ghép. Nhưng mà con này nuôi từ nhỏ, gáy rất tốt, gáy cả mùa đông. Hiện bây giờ là đang là tháng 10, mùa đông vẫn gáy rất căng. Thao chim cú gáy đang mồi cho con đa đa này, nó gáy, gáy đúng vào mùa đông. Tháng 9, tháng 10 mùa đông vẫn gáy. Sướng chưa?
các bạn thích mua những con đa đa thuần gáy như này, các bạn có thể liên hệ 0335305982 hoặc những chú chim cu gáy rất hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.